tỉnh nguyện ngày 18 tháng 10. Hãy bước qua ngày hôm nay cách nhẹ nhàng và dõi mắt theo ta. Ta sẽ mở đường cho con khi bước những bước chân của sự tin cậy. Đôi khi, con đường phía trước dường như có vật cản. Nếu con tập trung vào chướng ngại vật hay tìm cách đi vòng quanh nó, con có thể đi nhầm đường. Thay vào đó, hãy tập trung vào ta, đấng chăn giữ con, người đang dẫn dắt con. Trước khi con kịp nhận ra chướng ngại vật đó đã ở phía sau con thậm chí không biết con đã vượt qua nó như thế nào. Đó là bí quyết của sự thành công trong vương quốc ta. Dù con vẫn nhận thức được thế giới hữu hình xung quanh con phải tập trung vào ta trên hết. Khi con đường trước mặt con trở nên gập ghềnh, con có thể tin chắc rằng ta sẽ giúp con vượt qua đoạn đường khó đó. Sự hiện diện ta sẽ giúp con đối diện với mỗi ngày cách vững lòng. Trong Giăng đoạn 10, câu 14 đến 15 có chép rằng: Ta là người chăn nhân lành, ta biết chiên ta và chiên ta biết ta, cũng như cha biết ta và ta biết cha vậy. Ta vì bầy chiên mà hy sinh mạng sống mình. Trong Ê-sai đoạn 26 câu 7 cũng có chép rằng: Đường người công chính là đường ngay thẳng, lại đấng ngay thẳng, xin Ngài làm cho đường người công chính được bằng phẳng. Nguyện xin mỗi một con nhân Chúa đều tận hưởng sự bình an trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời là Chúa chúng ta. Hallelujah! Cảm tạ ơn Chúa.